Chào các bạn, clip 244 đã nói về tứ trụ chỉ mê, nhất mệnh, hãy biết giữ mệnh đầu tiên, rồi sau đó đến thông căn thông gốc hay thân vượng thân yếu. Hôm nay chúng ta nói về đại vận và cách hóa giải. Trong tứ trụ, đại vận được tính theo ngày sinh. Đại vận sẽ biết được sự lên xuống của cả cuộc đời con người, thường sẽ tính 8 đại vận. Mỗi đại vận 10 năm là 80 năm, cộng thêm 1 đến 9 năm đầu tiên nữa, nên thông thường 80-90 năm là đủ. Như đã phân loại cơ bản cho các bạn dễ hình dung trong cuốn Linh khí linh ứng thì có các kiểu lên xuống đời người như sau. Bình bình, cả cuộc đời không có gì vượng, chỉ đủ ăn là đã may mắn lắm rồi, hoặc vượng sớm nhờ tâm linh rồi lại sạt nghiệp. Loại lá số này rất nhiều và khá thông dụng. Sát khí vượng hay còn gọi là đắc lệnh, dễ bị tai nạn, tai họa, trọng bệnh. Vượng quá sớm, vượng trước tuổi 20 nên sau đó không tận dụng gì được. Kiểu như khi đi học thì lắm thành tích, huy chương, nhưng sau đó khi đi làm thì bình bình, chả có gì nổi trội. Vượng quá muộn là nhiều khi vượng 60-70 tuổi, đến cái tuổi nghỉ ngơi rồi thì mới phát, thì lại phải lao tâm khổ tứ, chứ không phải mặc định cứ là vượng là hưởng. Một chi tiết tôi không nhắc đến trong cuốn linh khí là kiếp tài vượng, có nghĩa là phá sản, mất hết tiền tài. Trường hợp này cũng nguy hại như là sát vượng. Vượng nhưng làm không đúng ngành nghề, chẳng hạn vượng quan thì lại đi làm kinh doanh, vượng tài, tài lộc, kinh doanh thì lại đi vào nhà nước. Hay cụ thể hơn là vượng trong lĩnh vực hành thổ về bất động sản xây dựng nhưng lại đi làm ngành hành thủy, du lịch hàng hải thì cũng rất cùng cực, khó phát. Vậy thế nào là đẹp? Là phải vượng ở cái giai đoạn trung niên 20-60, giai đoạn sung sức nhất, năng nổ nhất. Nhiều lá số mà không vượng ở giai đoạn này hoặc vượng không đúng nghề thì đều phải làm sinh cơ cải vận mới thay đổi được lá số. Nếu vượng tài chỉ phù hợp khi bạn làm công ăn lương mà lại phải đúng ngành hành hỏa chẳng hạn, như nhà hàng mỹ phẩm, mà bạn lại đi làm ngành hành thủy, du lịch hàng hải thì sẽ vẫn vất vả như bình thường. Chứ không có nghĩa là vượng tài là nhiều tài lộc, vượng tài phải đúng ngành nghề nữa cơ. Vậy lá số đại vận xấu thì phải làm gì? Trong xã hội thì có rất nhiều cách khác nhau. Người thì tin vào số phận, buông xuôi, đến đâu thì đến. Người thì không tin vào lá số, cho rằng mê tín dị đoan, phải nỗ lực. Tuy nhiên là nỗ lực cũng được, nhưng rất tốn công sức, tốn thời gian, có khi cả cuộc đời mới thay đổi được. Còn có cách khác nữa là người ta tin vào tu hành, cứ nghĩ là tu là ổn, nhưng cũng rất khó, vì tu chỉ giảm bớt được cái sát vượng, chứ tu để từ cái lá số bình bình lên vượng là không bao giờ xảy ra. Có nhiều người khác nữa thì người ta thay đổi, cải tạo số phận, tuy nhiên là người ta chọn phương pháp là tin vào tâm linh thuần túy. Tâm linh thuần túy giống như kiểu là người ta xăm bùa Thái Lan lên vai chẳng hạn, thì cái phương pháp này là có lên có xuống và không dự báo trước được. Tốt nhất hiện nay như tôi có nói rồi là phải kết hợp khoa học tâm linh với sinh cơ cải vận thì mới thay đổi được lá số. Có nghĩa là chúng ta kích cái tốt nhất trong lá số, như kích tài lộc, kích quan vận hay kích tình duyên. Nói một cách dễ hiểu hơn là lấy cái đại vận 10 năm tốt nhất trong lá số, kéo dài nó ra cho lá số đang vượng 10 năm thì nó sẽ vượng được 20 năm, 30 năm hay là 50 năm. Hoặc là một cái lá số không vượng cái gì cả thì kích một cái vượng lên và cho nó kéo dài ra. Sinh cơ cải vận là cách tốt nhất và duy nhất giúp nhanh chóng thay đổi vận mệnh. Tuy nhiên, dân gian có những cách làm sai lầm về sinh cơ do không hiểu biết. Nên clip sau sẽ nói rõ các cách sinh cơ hiện có cũng như dân gian đang nhầm lẫn ở đâu.